Xưa em như cô Thắm, bây giờ em như con mắm. Cả nhà ơi, mắm thiệt cả nhà ơi, mắm. Hello cả nhà ơi, Tina Channel xin kính chào cả nhà và chúc cả nhà mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng. À, hồi xưa Tina như cô Thắm, bây giờ Tina như con mắm. Mắm. Cả nhà ơi, đây là mắm thiệt. Cả nhà ơi, Tina có được 4 khúc mắm nha cả nhà. Hôm nay Tina sẽ chưng mắm ăn cơm nha cả nhà. Nguyên một mùa Tết thì ăn nào là ngọt cũng nhiều, mà ăn thịt cũng nhiều, ăn đồ nước ngoài, hamburger đủ nhiều, thì thôi bây giờ nó cũng quá lên tới đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây ha. Bây giờ Tina sẽ chưng mắm ăn cho nó nhớ quê hương của mình nha cả nhà, rất là nhớ quê hương của mình luôn. Rồi hôm nay là Tina sẽ chưng bốn miếng mắm, rồi Tina lại sẽ hấp ra rau để chấm mắm ăn nha cả nhà, và ăn một cái khẩu vị này cho nó rất là ngon, yêu thương, nhớ quê hương của mình. Thì hôm nay Tina có làm gừng nè, hành lá rất là nhiều nè, tiêu nè, bột ngọt nè, đường nè, với lại chút xíu sẽ cho miếng dầu để cho mắm nó đừng có khô lắm nha cả nhà. Đó thì hôm nay là Tina sẽ phê với cả nhà cùng nấu với Tina cho vui nha. Hello my lovely friends, today I'm sharing with you I'm going to cooking dry fish, Asian dry fish. So I have ginger here, green onions, hot chilies and green Asian vegetables I will be steam later. And I have peppers, I have oils, I have MSG, and I have a lot of sugar. Dry fish is very salt already, so I don't need any more salt or swordfish. Anything salt, no more, because the dry fish is already salt by itself. Okay, so let it begin. Cả nhà ơi, thì mắm thì nó mặn rồi, cho nên là mình không phải cần là bỏ nước mắm cái gì vô nữa hết cả nhà. Thì giờ mình chỉ là nêm tiêu, hành, gừng, ớt, bột ngọt, đường với lại cho dầu để con mắm nó không có bị khô lắm thôi. Đó, rồi mình luộc rau mình ăn thôi cả nhà ha. Đây là khẩu vị rất là quê hương của mình nha cả nhà. Ok, bây giờ bắt đầu Tina sẽ làm nha. Tina sẽ bỏ gừng. My friend, I'm stuck seasoning now and then ready to cook. I'm putting ginger. And it's dry, my friend. I don't put any water or any kind of sauce in there, okay? And then green onion. There you go. And then I'm putting a lot of sugar because the fish is very dry, very salt. Cả nhà ơi, thì bây giờ là cho Tina sẽ cho khoảng chừng hai muỗng đường hay là hai muỗng rưỡi gì đó, tùy theo cái độ ngọt mình muốn nha. Tina thì muốn hơi cho nó hơi đậm đà ngọt ngọt một tí, tại vì cá này, cá khô thì nó mặn rồi. Với lại Tina sẽ cho chút xíu bột ngọt, MSG, and then peppers, lot of peppers. Cả nhà ơi, cái chưng mắm ngon là phải có nhiều tiêu cả nhà ha. Đó, ăn nó mới ngon được. And then oil, cho dầu nha cả nhà, để cho nó đừng có bị khô mắm nha cả nhà. Nó chút xíu dầu cho nó, chút xíu nữa đặng cho khi mà mình ấy xong nó không có bị khô. Giờ cho vài trái ớt lên nhìn cho nó đẹp nha cả nhà. Ok, đó là bây giờ là một cái tô mắm Tina đã xong rồi cả nhà. Ok, bây giờ bắt đầu Tina sẽ chưng đây. Tina sẽ bỏ vô đây. My friend, I'm putting the steam pot. So now I'm going to cook about 25 minutes. Cả nhà ơi, thì thôi bây giờ Tina sẽ bắt đầu 25 phút trước nha, rồi sau đó Tina hạ tính sao. Cả nhà ơi, bây giờ Tina chuẩn bị, Tina sẽ hấp cải để ăn cơm với mắm chưng nha cả nhà. Mắm chưng thì Tina đang chưng đây cả nhà ơi. Đó, cả nhà ơi, ngon không? Đó, nguyên tô mắm chưng. Bây giờ Tina cũng vẫn còn để chưng trong đó nha. Bây giờ Tina sẽ quấn rau cải lại, Tina sẽ hấp vô microwave. Chứ Tina không có luộc nha cả nhà. Đó.
Đó đây quấn vô, bỏ vô microwave khoảng chừng 5 phút thôi. Nó cho nó nhanh mà nó ngọt nữa, nó không có bị ra chất nước nha cả nhà. Đó, bây giờ Tina sẽ bỏ vô đây. Đó, Tina sẽ bỏ 5 phút. Ok, bây giờ mắm đây nó cũng đã chín rồi đó nhà. Cả nhà ơi xem đi, rất là ngon luôn. Đó, bây giờ Tina sẽ tắt lửa, xong rồi Tina sẽ bưng mắm ra nha cả nhà. Xong rồi đợi cho rau nó mềm, xong rồi là bắt đầu chỉ ăn cơm thôi cả nhà ha. Rồi bây giờ Tina sẽ bưng ra đây. Bây giờ Tina tìm cách bưng ra. Bây giờ Tina sợ phỏng quá cả nhà. Bây giờ Tina phe là Tina để trong cái nồi chừng chứ gì rồi. Bây giờ Tina không biết cách nào để Tina bưng ra. Bây giờ đau bụng quá. Bây giờ làm sao bưng ra? Nếu như mà để hai cái tay vô vậy thì hơi Tina, 10 ngón tay Tina nó sẽ chín hơn con mắm nữa. Cho nên là thôi bây giờ Tina xin ngừng máy một chút rồi Tina bưng ra nha. Ơi cả nhà ơi, đây chén mắm của Tina quá ngon luôn cả nhà ơi. All my friends, this is I have shared with you. I cook kind of like I steam the dry fish. This is kind of like Asian recipe. So I don't know how to explain more information, but the, you know, fish they dry with salt, and this is how Vietnamese, you know, recipe cooking, cut into slice and then sauce. No, I'm sorry, no more salt because it's fish is all salt. So just pepper, sugar, you know, and ginger and green onion and steam. So now this is how it looks like. Okay, cả nhà ơi, bây giờ Tina sẽ lấy ra một một khứa nha cả nhà. Đó, để Tina sẽ ăn cơm nha. Chứ còn mình chấm như trong này thì mình sợ nó sẽ hư đi cái tô mắm uổng nha cả nhà. Đó, quá ngon luôn. Rồi đó, đây là đây ha. Rồi bây giờ Tina sẽ để đi qua một bên. Ok, bây giờ là Tina cũng đã sắp cải xong rồi cả nhà ha. Đó, nóng quá, lúc nào cũng nóng hết trơn á. Tina lúc nào cũng muốn dùng tay hết á, gan lắm nhưng mà chịu không nổi thôi, giờ dùng giấy đây cả nhà ơi. Bây giờ một dĩa rau luôn đó, một dĩa rau Tina hấp rất là ngon, không phải không có luộc nha cả nhà. Đó, hấp rất là ngọt luôn. Để còn luộc á thì nước đồ nó hơi nhiều cho nên, với lại phần ăn cũng ít nữa cho nên Tina cũng không có cần luộc. Đây rồi, Tina có luộc, có cũng có, Tina cũng đã hấp thêm một mớ đậu nè. Nói chung là trong nhà Tina còn cái gì á Tina đem ra Tina nấu để bỏ uổng. My friends, look, beans and vegetable, fresh steamed vegetable microwave. You know, I didn't boil but I steam on microwave, so it's so sweet and good. Ôi cả nhà ơi, nhìn quá ngon luôn ha. Ok, bây giờ là đây là mắm Tina đã xong cả nhà. Đây là mắm và đây là dĩa rau. Hôm nay Tina xin mời cả nhà cùng ăn đơn giản vậy với Tina nha. Giờ Tina ngồi đây Tina ăn luôn. Trời, cả lâu ngày quá mình ăn thịt rồi ăn chất ngọt, ăn giống như là nhiều món, nó ngán quá rồi. Hôm nay Tina rất là thèm mắm chân để ăn nhớ quê hương của mình nha cả nhà. Quê hương là chấm khế ngọt, trèo lên trèo xuống hái khế để chấm mắm. Nhưng mà ở đây Tina không có để Tina trèo lên trèo xuống này hái. Thì thôi giờ Tina chấm với cải với lại đậu đũa với mắm nha cả nhà. Ok, mời cả nhà nha. My friends, enjoy with me just Asian style recipe food. So enjoy with me my friends. Cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Đây, trời ơi, mắm thấy ngon quá mà không biết ngon không nữa. Đó. Rồi đây, cải Tina sẽ chấm nha cả nhà. Tina thử coi. Mời cả nhà nha. My friend, enjoy with me.
very good, not bad. Cả nhà ơi, ngon. Không có dở ngay cả nhà, rất là ngon. Đó, cả nhà ơi, trời, thịt cá không luôn. Nói chung là cá này cũng ngon. Tina không biết kêu cá gì nữa. Tina dở quá, không biết tên nhiều. Đó, quá ngon luôn cả nhà ơi. Đâu ngày ăn mắm ngon không? Thôi bây giờ nếu như mà quay thì Nga ăn hết bữa cơm á thì video nó dài quá, còn cả nhà không có thời giờ để xem đâu. Thôi thì một đoạn video này Tina cũng đã chia sẻ với cả nhà là Tina chiên mắm ăn bữa cơm rất là ngon, nhớ quê hương. Tina luôn luôn cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, lúc nào cũng ủng hộ Tina hết. Tina sẽ hẹn cả nhà video kế khác. All my friend, thank you so much for watching and I will see you next video. I love you. Bye bye.